Con đói không? Đói rồi. Đói rồi hả? Mẹ chia cho con uống nhá. Vâng. Vâng. Vâng rồi. Ngọt yếp quá. Vâng. Con ở đây đợi nhá. Vâng ạ. Mẹ đi lấy sữa ở gì để cho con nhá. Vâng. Ngồi đây đợi nhá. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon á? Con ngồi đây, con chứa mẹ đi chơi đi thả thịt á. Không sao. Ngồi đây. Để cho mẹ nhé. Ngồi đây chứ mẹ đi đấy cho. Ngồi nhé. Đi lấy cho gà ăn đi. Rồi, có cùn. Vâng mẹ chưa? Vâng. Kia, mẹ lấy quả kia nhá. Mẹ lấy quả kia nhá.
đây rồi. Cho mẹ con đi lấy gùi về đây, mẹ cất vào gùi nào. Gùi đâu? Để
túi rồi á. Để ở đây tí tí cho con để mua xong mới cho nhé. Bán hoa chuối à? Vâng ạ. Bao nhiêu tiền một cô? 10.000 ba quả bà. Đi cho bà chứ. Ôi dồi ôi. Được rồi, bà lấy bằng đấy thôi. Bà lấy bằng đấy thôi. À, mẹ bà. Tiền bà nhá. 10.000 thôi bà. Mẹ bà. Mẹ bà. Con lấy đi. À, bà đi. À. Cảm ơn bà nhá. Đi. Đi. Có tiền rồi. Bà thằng nhá. Đi nhá. Con có tiền rồi, vui của con đi. Đấy. Cháu bán bi chuối quả bao nhiêu tiền đấy? Cái này cháu lấy 15.000 thôi. À, thế bán tất cho ông. Con lấy cho ông đi. Con lấy vào túi cho ông nhá. Đấy, cho vào hết cho ông. Hết đi, lấy hết đi. Ờ, ô xin. Con xin nào ông đi. Ngoan nhé, ngoan. Ờ, rồi. Ông nhá. Ông à. Ờ. Sữa mua bim ăn nhá. Này. Ừ. Để em. Em hả? Em á. Cho mẹ để đi. Em hả? Ờ, thế em cầm nhá. Cho vào gùi em. Đi. Yeah. Đứng dậy nhá. Đi à? Dậy mẹ nhá chứ.
cái bao nhiêu anh? Cô ơi, con tỉnh lại đi. Cô ơi, cô đừng làm tôi sợ. Cô ơi, con tỉnh lại đi. Cô ơi. We'll be right back.
tỉnh lại đi cô.